Xin chào các bạn đã quay lại với Other Glance cùng với người trader trong phiên giao dịch của ngày thứ tư 23 tháng 8 năm 2023. Tất cả đều chỉ là quan điểm cá nhân và không phải là kèo hay lời khuyên đầu tư. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu nhanh một chút với thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số VN Index sau khi mà tiếp tục tạo một cái mức thấp mới trong tháng 8 này ở mức 1149 thì ngày hôm qua chúng ta có một cây nến doji rút chân rất là mạnh. Từ thời điểm thấp nhất cho đến điểm đóng cửa chúng ta hồi tới hơn 30 điểm. Ngày hôm nay thì đà hồi phục thì tiếp diễn và con số tuần này 1190 của người trader thì đã đạt được trong ngày hôm nay. Tuy nhiên sau đó thì thị trường đã giảm bớt cái sự hưng phấn và trước những cái sự kéo xuống rất là mạnh của nhóm ngành ngân hàng cũng như là cổ phiếu VIX. Khi mà đầu phiên thì chúng ta có một cái gap tăng rất là mạnh sau khi mà cổ phiếu của VinFast ngày hôm qua thì tăng hơn 100%, thì mở cửa phiên cổ phiếu VIX cũng tăng rất là mạnh. Tuy nhiên sau đó thì nó giảm tới gần 6% và đóng cửa ngày ở mức giá là 65, tức là chỉ hơn mức tham chiếu một chút. Và chính vì cái sự việc này nên là chỉ số cũng bị kéo xuống và đóng phiên ở mức là 1172.56, giảm gần 8 điểm và tương ứng với 0.67%. Và chúng ta có một cái cây có thể coi là bao trùm giảm tương đối là nguy hiểm tại khu vực này. Thì chúng ta thấy là trong cái nhịp hồi này thì Index đã hồi được qua cái vùng 38.2 và gần chạm đến vùng Fibo 50 ở mức 1195 thì nó quay đầu. Theo mình cái vùng này là một vùng tiếp tục rất là nhạy cảm và cái việc Index có thể tiếp tục đi xuống là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Theo mình ở khu vực này thì cái xác suất mà Index đi xuống là 60% và tiếp tục đi lên và có thể phá lên cái vùng 1193 này chỉ khoảng 45% tại H4 này. Sau khi nó phá Kumo đi xuống này thì như mình nói trong chương trình tuần trước, thứ bảy tuần trước thì kể cả nó phá xuống thì nhiều khả năng chúng ta cũng phải có một nhịp hồi quay trở lại Kumo. Và sau đó thì hôm nay chúng ta đã có cái nhịp quay trở lại Kumo ở mức là 1194. Tuy nhiên sau đó thì nó đã đóng cửa và cây nến cuối giờ chiều thì đã đóng cửa bên dưới Kumo trên đồ thị 4. Mặc dù Kumo tương lai thì vẫn còn chưa rõ ràng. Tuy nhiên thì đây cũng là những tín hiệu đầu tiên cho một cái nhịp giảm mà nó có thể xảy ra. Tuy nhiên thì xác suất của lên xuống hiện giờ cũng chỉ là 55 và 45. Và giai đoạn này thì theo mình thì việc mua vào thì chúng ta nên chờ đợi thêm. Ăn mua lưng chừng như này cũng tương đối mạo hiểm. Trừ khi các bạn vẫn còn nhiều tiền mặt thì các bạn có thể canh giải ngân dần. Khi mà cái vĩ mô của chúng ta vẫn tốt thì những cái nhịp giảm này có thể là cơ hội. Và hiện giờ thì nó cũng đang ở cái vùng Fibo 61.8 của cái nhịp tăng từ đầu tháng 7 đến giờ. Thì đây cũng là có thể canh giải ngân dần, có thể xuống dần 10-20% tiền. Còn lại chúng ta sẽ chờ thị trường thực sự xác nhận cái vùng 1150 này trở thành đáy ngắn hạn của thị trường. Ví dụ ta sẽ có một cây nến như thế này, vượt được cái vùng này, đóng cửa bên trên Tenkan-Gijun thì có thể nó sẽ quay trở lại vùng đỉnh cũ được. Tuy nhiên thì trường hợp phiên ngày mai nó tiếp tục xấu và đi xuống thì chúng ta cũng cần phải giữ tiền để đề phòng trường hợp mà thị trường sập sâu, chúng ta còn có tiền để đi mua hàng. Cá nhân mình thì trong 2 ngày đầu tuần thì mình cũng tiếp tục giảm tỷ trọng cổ phiếu. Hiện giờ thì tỷ trọng tiền mặt của mình đã tăng lên gần 50%.
Và khi mà index về đến những vùng hấp dẫn thì mình sẽ canh để giải ngân. Ok, quay trở lại với thị trường Forex. Ngày hôm nay chúng ta có những cái xu thế rõ ràng hơn trên đồ thị lớn. DXY đã phá được cái vùng đỉnh cũ này và quay trở lại xu thế tăng. Như vậy nên là cái hướng lên sẽ là hướng 90 thế đối với DXY. Đô la Mỹ và franc Thụy Sĩ thì thôi, đang ở bên trong Kumo. Và hành động giá gần đây thì rất là nhiễu. Chờ nó phá được Kumo rồi tính tiếp. Euro và đô la Mỹ. Trước khi thực hiện chương trình này thì mình cũng thực hiện lệnh sell. Stop loss của mình là 52 pip. Sau khi mà tiếp tục phá được cái vùng này, cái vùng đáy cũ này và tiếp tục Tenkan-Kijun là hướng xuống này. Trên H4 thì nó thể hiện một xu thế tăng, xu thế giảm với các đường thành phần hướng xuống và đóng mây Kumo dày. Chico Span thì breakout cái vùng giá thấp trong quá khứ đấy. Nên là mình vào một lệnh sell. Vừa vào xong thì quay clip hôm nay. Mình sẽ cập nhật cái lệnh này trong các chương trình tiếp theo. Bảng Anh và đô la Mỹ cũng đang có dấu hiệu đi xuống này. Sau khi nó lình xình ở đây thì đã vượt thoát Kumo đi xuống. Tuy nhiên thì đồ thị này thì trước mặt chúng ta còn những cái vùng hỗ trợ tại đây. Khoảng cách cũng chỉ là từ 30 đến 50 pip. Nên là mình không tham gia. Đôi lúc hiện giờ thì đứng ngoài thôi. Mặc dù chúng ta vẫn đang trong một xu thế giảm, tuy nhiên thì liên tục là 4 cây doji những ngày gần đây này. Nên là với cá nhân mình thì mình sẽ đứng ngoài. Và có thể chờ đợi trường hợp mà H1 phá xuống Kumo. H4 thì chúng ta sẽ chứng kiến Tenkan cắt xuống cái Jun này và nó tạo một sóng lửa giảm, khi đó thì có thể xem xét. Còn dù vậy thì khoảng cách từ những vùng này đến vùng đáy gần nhất cũng chỉ khoảng 40 pip, nên nó cũng không thực sự hấp dẫn cho lắm. An toàn hơn chúng ta nên chờ nó phá đáy hoặc là có những cú hồi sâu hơn. Tương tự đối với New Zealand và đô la Mỹ. Cậu vàng thì có những cái nhịp hồi tương đối là mạnh trong từ đầu tuần đến giờ. Vàng đã hồi phục được 160 pip, hiện giờ đang ở khu vực Tenkan-sen. Trường hợp nó phản ứng với Tenkan-sen thì có thể xem xét để thực hiện lệnh sell tiếp. Chứ còn mua vào thì hiện giờ với cá nhân mình thì mình sẽ không mua vào. Bởi các đồ thị lớn thì vẫn thể hiện một số giảm, nên là mua vào bây giờ là ngược trend, nên là mình không chơi. Các cặp Yên Nhật thì đang có dấu hiệu giảm giá. Đô la Mỹ và Yên Nhật này. Trên đồ thị nhỏ hơn thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó đã tạo một cái đỉnh sau thấp đỉnh trước này. Hiện giờ thì nó đang có thể coi là một sóng P. Và nó phản ứng với Kumo này. Với đồ thị như này thì cá nhân mình đứng ngoài thôi. Trường hợp H4 mà phá được Kumo đi xuống thì mình sẽ tìm kiếm tín hiệu sell. Hiện giờ thì không. Euro và Yên Nhật, hai cây nến giảm rất là mạnh phá cái vùng đáy này. H4 cũng đã xuyên Kumo đi xuống này. Mặc dù vậy thì đám mây tương lai còn rất là mỏng. Giảm rất là mạnh và hiện giờ chúng ta không có vị thế nên là bỏ qua. Bảng Anh, Yên Nhật tương tự, chúng ta cũng có một nhịp giảm phá được cái vùng đáy này. Giờ sau khi nó tạo một mô hình double top này, phá được cái vùng, cái đường neckline này, đi xuống. H4 thì mây Kumo dày. H1 thì giống với Euro, Yên Nhật. Nó đi như này thì cá nhân mình sẽ không có điểm vào. Mình đứng ngoài thôi. Đô la Canada, Yên Nhật. Ngày hôm qua trên H1 thì có một setup Sanku Gakuten. Tuy nhiên đợi ngày mình không thực hiện được. Vì nó diễn ra vào là lúc mình không xem đồ thị. Lệnh này nếu thực hiện thì chúng ta sẽ hiện giờ đang đi với RR là khoảng 1.1. Sau khi nó phản ứng với vùng kháng cự này, không thể vượt được. Sau đó tạo một mô hình double top linh sinh này, sau đó đi xuống.
phá được Tekken Sen. Nhiều khả năng thì nó sẽ ít nhất về đến cái vùng này, 107.024 này. Chúng ta sẽ chờ H4 phá được vùng này, break up Kumo, sau đó tìm kiếm tín hiệu Cells. Còn cái tín hiệu Sengoku Gakuten này là một tín hiệu sớm, khi mà các đô thị lớn chưa xác nhận sứ giả. Từ lúc Yên Nhật break out được sóng P này, sau đó thì phản ứng với Tenkan Kijun và Kumo. Hiện giờ thì xu thế xuống sẽ chiếm thế nhiều hơn. H4 thì chưa rõ ràng, H1 thì Kumo dày, nên là với cả mình thì mình cần phải chờ nó chuyển sang Kumo giảm trên H1. Trên cặp này thì mình sẽ chỉ căn để sell thôi. Nhìn này tốt nhất nên bỏ qua. Toàn Doji này, Euro Dollar Canada giảm giá, tuy nhiên thì nó đang ở cái vùng hỗ trợ cũng như vùng Kumo, nên là cá nhân mình sẽ không đơn giản là đứng ngoài thôi. Rất là nhanh, trong nháy mắt bảng Anh và Dollar Canada nó đang có dấu hiệu giảm sau khi không thể vượt được cái vùng đỉnh này. Bây giờ nó tiến đến vùng Tenkan Sen và cũng như là cái vùng Kumo trên H4, nên là sell ở thời điểm hiện tại thì không có vị thế và cũng tương đối mạo hiểm, bởi vì nó hoàn toàn có thể phản ứng với những vùng này sau đó tiếp tục đi lên, nên là mình đứng ngoài thôi. Đô lúc đô la Canada thì như tuần trước mình nói thì những cái vùng này là vùng nhạy cảm nên mình không tham gia, bởi vì là nó chính là vùng trendline. Hiện giờ thì nó quay lại và đang chạm vào Tenkan Sen, nên trường hợp mà nó phá được Tenkan Sen lên xuống này thì có thể là cơ hội để sell tiếp. Còn ông thì nên đứng ngoài thôi. Euro và đô lúc sau khi nó tạo một cái những cái hành động giá như thế này thì giá đã không thể tiếp tục đi lên và giảm. Giờ thì H4 đã phá được Kumo này và chúng ta có một setup Asanku gặp tên, là cái hướng xuống đã chiếm thế nhiều hơn, thì có thể nó sẽ đi xuống đến vùng 1.67404, tức là khoảng 7 vip nữa, hoặc là chúng ta sẽ có cú hồi, sau đó thì tiếp tục giảm. Nên là kịch bản của mình sẽ là đi xuống và mình có thể canh để tìm kiếm điểm vào. Hiện giờ thì cá nhân mình thì không có điểm vào, nên thì theo mình thì hướng xuống sẽ chiếm thế nhiều hơn với cặp này. Có thể nó sẽ quay trở lại Kijun Sen. Bảng Anh và đô la Úc thì cũng tương tự thôi. Nó đang về cái vùng gần Tenkan Sen và H4 đi chạm vào Kumo dày, nên là cá nhân mình đơn giản đứng ngoài thôi. Như vậy là các cặp Yên Nhật có thể có cái hướng xuống trong ngắn hạn. Đô la Mỹ thì đã tiếp tục đi lên và chúng ta thấy là H4 cũng thể hiện một xu thế tăng này. Giờ nó Kumo đang Chico Span đang break out lên này. Và trong 2 tiếng nữa nếu nó đóng cửa bên trên thì chúng ta sẽ có một setup Chico break out. Và kỳ vọng là DXY có thể tiếp tục đi lên. Tuần này chúng ta sẽ có cái bài phát biểu của Chủ tịch Fed tại cái hội nghị Jackson Hole hàng năm. Và dự báo là cái bài phát biểu của ông Powell sẽ khá là diều hâu, tức là thiên về hướng là sẽ tiếp tục cần phải có những cái lần nâng lãi suất tiếp theo trong năm 2023 này. Vì thế là DXY đang được ủng hộ. Ngược chiều thì Euro và đô la Mỹ sẽ có hướng xuống nhiều hơn. Ok, và mình xin được kết thúc chương trình hôm nay tại đây. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và những lệnh giao dịch tốt được thực hiện. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo của Nghề Trader, trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp.